Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng thiền nữ đại chúng. Thưa thầy, giống như hồi nãy thầy cũng đã khai thị Dear Master, về cái tiệm thống thiết sinh tử. dear everyone, Nếu sinh tử không thật, tất cả mọi thứ mình không làm chủ, mình để like cho you mình just đã said chấp nó làm chủ mình. about life and death. Life Và and death cái sinh tử nó không are phải là not mình. real. Thưa thầy, They are illusion. thầy cũng giống If như we là don't control them, they will đã cảm control ngộ us. rất là nhiều về cái niệm thống thức sanh tử và cái sự quyết tâm tham tham học và cái việc mà mình chọn cái con I đường mà listen to about mình this đã đi all the time. cầu hạnh thì And listen to about cái này á thực the ra hai đệ tử của Đức Phật encouragement to go this đi way, và to mỗi do the ngày mình tập practice. mỗi ngày mình cảm nhận được cái điều mà mình trải qua We cũng giống như là trên cái sự thử thách cũng như trên understand công phu cọ sát với cái tập khí and cũng như ngã chấp của mình. can feel the Hôm power, nay con cũng the xin được khai practice thị lại cái niệm thống thiết sinh tử để cho chúng on con the way gọi that là nhắc lại of niệm thống experience thiết that we do để mình every phải day. quyết tâm để mình phải rõ ràng cái con I đường mình want chọn. you, Thì con cũng can xin you được please explain about cảm ơn thầy. the life and death mindset so that I can improve for myself too. Thank you. Nó có rất là nhiều quá cái ví dụ Mindset. mà rất là cụ thể thiết thực mà chúng ta ai cũng biết, ai cũng thấy. Thì nói Any chung á, giống như là cái mà rõ ràng example, nhất là cái gương example. của Đức Phật Thích Ca đó, hay khi còn là thấy We là can với see it every day. cái niệm thống thiết, chính tâm thống thiết đó mãnh liệt mà dám You thay can đổi see tất cả mọi the thứ Buddha example. When he's a trong cái prince, sinh tử. he wants to Thì overcome thầy life cũng and nhắc death đến cái and solve his problem. cái He niệm give up an his lạc giải thoát đó, luxury life giải thoát tất cả for chúng your ta khổ family não cho bản and thân become a monk cũng như cho chúng sanh đó. and to Thì find a chính way vì cái niệm thông tin sinh to tử escape, đó escape life and death mà as a Buddha. thầy đã phát tâm mạnh mẽ rồi, coi như là cái chí The xuất Buddha, mà for example, là is thập a ly kim prime tử đó, example nó quá mạnh for rồi, all of us cho to nên là learn. mới cuối cùng mới đi đến cái From giải thoát when he's young, he thì chúng already ta has a cũng strong vậy, mindset cho Buddha, already. Đức Phật cũng vậy, He hành is trì chư too, tổ his mind is too strong. thì cái gương hành trì chư And tổ he đó là comes một cái gương to thực tế luôn nữa, để mà finish đi lớn dần his chứ không phải Nirvana journey phải có cái nền quickly. móng với căn bản tu cho We nó can learn from other hành cho master nó example. rõ ràng thì chúng ta mới có cái nuôi lớn được cái niệm thống thức sinh tử, You have to have a cái niệm good thống thức basic sinh tử understanding of chứ không phải the nói về Buddha's cái gì way mình chỉ chạy trên cái ý thức so của mình that thôi, you can giống như là trên improve tấm it, vẽ improve của your short tác mindset. giả thôi, It's not like mà mình you vẽ just ôm sinh tử hay là get ôm to cái get lợi cho through mình, chứ không phải learning là and understanding. mình không có bỏ It have to be cái neutral. lợi cho mình, cho dù là cái danh It thế have gian to hay là be cái danh của mình cũng là neutral. cái lợi, hay là cái chính cái vô We minh, should cái ngã chấp của mình á, sometimes mình maybe không thể people nào don't give up their bỏ xuống được cái pain, một cái their vô money. ngã của mình xuống nữa, cái vô minh của mình xuống nữa, mình They không don't có give up đổ their vô cái ngã ego. chấp á, mà đi quanh We đây là want giống như to một gánh tảng đá mà escape life để and cho death tất but cả chấp doesn't let trước mặt go of the ego. Doesn't let go of phải biết yourself. buông xuống hết tất cả, Doesn't let go mạnh of mẽ buông xuống cũng là cái lời của Phật hướng dẫn dạy chúng ta your own để benefit. mà phát And triển it's cái very quyết hard tâm to chân thật walk if thống you thiết sinh carry tử. all of those Nhớ không khéo rocks á, mình nghĩ with mình you. đang thống thiết mà You thực have to sự let ra go toàn là ngã chấp of luôn, things so thì that you chính can cái open ngã your chấp mind nó đánh lừa, and nó have a good mindset. lừa gạt mình, mà If thực you're sự not nó careful, đem lại cái nhận you thức thought that tốt you are have a về good cái sai lầm mindset, của mình cho but you mình, don't, đó là tại cái vô because minh you của mình, always think about yourself tức là cái thống thiết sinh tử mình and chưa hoàn toàn, chưa put triệt your để, ego come first, chưa có cái because sự chân the thật ego đó. has been controlling you. Nên nhiều khi ấy, nhiều người That's ta cũng muốn because bỏ we don't have a cái sự strong của mindset, cải, bỏ not a sự nghiệp complete của tương mindset, lai, not ra a tu, right, correct vô mindset thiền để about mình chạy. the Buddhahood. Some people Thì give up có một their cái family, hứng thú, but give up their, cái their tâm job. thức của một cái hứng thú trên cái And sự then when they nghiệp go để to the mình temple, become a monk, biết của ý thức ngã they chấp run đó, away right away nhận ra because cái tướng it's based tại on sao their thực sự ra không they're phải thống thiết, tại vì happy, ngã nó to their quá, wish, nó còn dày quá, their nó căng
benefit có to rất nhiều learn cách đó rồi á, more, giống and như then it's not giống tụi mày not tự by nhiên myself, không phải là because they're không phải an là angel đối diện hết tất is still cả, there không and phải là they're chỉ phải là controlling them. chạy sợ hay là nó chỉ phải When là you have the right chạy với mindset, cả you wouldn't be cái tâm thống thiết là chỉ affected không by nói đây không phải là mình, things around mình you đưa cái bản ngã mình ra để mình đưa cái mặt mình ra, or things hay là that affect you. chống trái You đánh don't lại let it với nó, consume you. mà thực sự ra nói đây là cái công phu, là All cái you need tập to luyện, do là chứ không phải lì, is lì ra to thì nó không practice phải là cái thống to thiết tự overcome nhiên. yourself. Thì những cái mà vô minh với ngã chấp của mình nó luôn luôn nó dày đặc, nó luôn luôn là những cái nối nối tơ, mấy cái sợi dây buộc chặt mình, nó rì kéo, nó giữ mình lại, mình không Our có thấy đâu. Giống mình ở trong cái lồng á, trong cái nhốt, mà mình không thích trong ego cái, are like còn còn phân biệt sticky, bằng gỗ là bằng lồng string sắt, lồng vàng that là lồng pull us lồng down, lồng vàng that pull us chứ back. không có thích We cái like to be pulled giải thoát back by our ego. dính mắc trong việc cột bị kẹt We are nhốt lại, used to be mà controlled by them. ở cho là tôi thích We cái don't sự want giải to thoát, be escaped, nó rất là vô lý, honestly, nên tôi because thích we cái are dạng giặc lập. used to it. Nó chưa tôi nói là ăn cái bánh vẽ chứ không phải là cái chân thật đó. We would like Thì quay to trở use lại để có một cái tâm thống thiết, their ego mình to nói thống thiết, mình nghe cái try thống thiết, to mình escape hiểu cái chữ thống right thiết in để there, mình cho but mình they are all based on the ego. mà If mình you có một have cái công phu a chân strong thật mindset, trên cái tâm then chân pháp you would chân know. thật, mà cái tâm chân thật đó nó If you là think that you chân are tự tâm, have a mình strong biết mindset, it được might be tính wrong. tính của chính It mình, could be wrong chứ không phải tính trên because they cái could be come from your ego. tin trên cái It had to kiến, come through tin trên your cái ngã chấp, true heart, tin trên your cái tin truly belief, thì cái năng sở đó là your cái truly vô minh ngã chấp của mình đó. Mà mình phải tin tưởng lại your trên cái own. tự tâm mình, You cái have to tâm be true for tuyệt đối, yourself. thì cái công phu mình You nó shouldn't phải be đúng based on your ego. thì cái tin đó You have to nó completely vừa gọi believe in là yourself. có cái niềm tin trước, giống như cái chánh kiến đó, If you believe in cái chánh yourself kiến completely, thì nó then sẽ giúp you cho could mình go the right way. đi đến cuối cùng. Thì khi mà đi đến chỗ cuối cùng rốt ráo á, thì cái niệm thống thiết sanh tử nó cũng đến chỗ cuối If you cùng, have a right mindset, thì cái niệm thống thiết sanh tử then nó đầy đủ, you will nó arrive, tự you will tại, go, cái khai ngộ hết walk giống and như là arrive sư tổ nói to the end of mười the phần thì cái path. nghi, nghi cũng là cái niệm And thống thiết then sanh tử, at one point you nghi là will mười, become nghi enlightenment. đầy đủ mười á, thì cái ngộ nó cũng đầy đủ mười. If you Cái have ngàn strong giả mindset, sơ trong tam thiền you chúng will ta get there luôn luôn khuyên eventually. đối với ngàn giả tam thiền, chúng ta phải có cái tâm chân thật đó. Thì bây giờ nói về cái thực tế của chúng ta, giống như cái tham We thiền đó, hàng ngày chúng have ta to have a true đều nhắc nhở heart. mình, When you practice, it à, nhắc nhở bản has to thân be mình true for yourself. đừng bị cái vô As minh, đừng bị cái ngã a chấp practitioner, we cái nó practice chi phối, every day, mà and we remind nhắc nhở bản thân ourselves every day mình phải công phu, mình phải thực hành, about the phải ego. ngày Don't nào let it cũng công control phu, you, không thực hành liên tục and remind yourself you need to giống như practice là all the không có time, nhiều nữa, every day. không có nhắc nữa tới bản thân Even mình nữa we đó. remind ourselves every day, Có nghĩa we là still không forget. nói nhiều chứ không phải But what là if you lo forget? công phu, mà Then thực you will. ra tâm mình luôn luôn bị lường gạt ấy. Mình đâu có chịu công phu đâu, mình cứ đi phân biệt, mình cứ You will đi soi completely mói, lost. cứ đi tìm chuyện này chuyện nọ, We mình không chịu always công phu. Nhưng mà nghe tới công phu be thì mình deceived mình by our thoughts tại nói là tôi and biết rồi, tôi biết stop đủ, tôi practicing. hiểu hiểu đủ và tôi có thống As thiết sanh tử rồi, a practitioner, nhưng thực sự ra đâu you phải need là to thống thiết sanh practice. tử đâu. Bị And ma quỷ don't, giả Phật, when you hear about practice, people bị try to cái avoid it ngã chấp hoặc because là nó khống chế. they're not used to them. Có nhiều người á, nói tôi không cần nghe, tôi không cần học, tôi không cần đọc thêm We are controlled by them. đạo nữa, giống như Lục Tổ nói So là that's không có why thể tìm hiểu thiền đạo nữa, nhưng they mà don't cứ lo be, tìm a lot hiểu of thế people gian bất think kỳ that một they cái are gì enough đó là hợp and nhất liền. stop listening Thì or bây giờ learning. thử hỏi mình có So thật là thống thiết sanh tử hay không. Ra cái that đó là cái they lỗi của stop mình, cái tai họa của mình. practicing and improving. If Cái nhắc nhở you are là true for yourself, you need cảnh to sức sống á, be thinking giống như about what you do bác đã nghĩ mới and nãy, tiểu practice. bộ thời đầu ở khắp nơi trong
The reminder that we do every day is to help you, to help you to practice, to remind you that you have to use this practice all the time, every day. Sometimes people listen to them or read the reminder, they ignore it, they don't remember. Trong giống như trong kinh mà Đức Phật có nói đó, cái Bồ Tát phát tâm, phát cái Bồ Đề tâm, ai mà chướng ngại tự mình không phát Bồ Đề tâm á, mình phỉ báng rồi đó, thì mình sẽ bị đọa địa ngục một đại kiếp. Nếu mà mình á xúi dục người á không phát Bồ Đề tâm In the tức là chướng đạo của Dharma, họ á, thì phải trải whoever qua ba đại kiếp. Listen Đức Phật nói trong kinh to Đại Thừa Lược the Giá, reminder thì pháp Bồ Đề Tâm to như là stop tu tập mà giải thoát, practicing, mà mình you will hiểu go cái to đường hell. giải thoát của chúng But sanh if á, you stop rồi people trở from thành learning, tự mình you'll chứng go to minh, hell thì three nó lives, còn nhẹ three hơn. times more. À, còn chướng người á, là tội gấp bội, If you stop people from tại improving, it's a very Bồ Đề bad Tâm là phá ngã chấp mà, mà không punishment. ngã chấp mà còn phát If triển, giống như you Phật don't giáo Phật learn, dạy if you only hurt là yourself, but if làm you stop chúng people sanh from vô learning, ngã, it will be chứ không phải hurting là other con people Phật as well. mà đội lốt con Phật, để đó rất là nguy hiểm, mà nó rất là nguy hiểm, rất là tai hại. Cho nên It's giữa cái niệm thống thiết sanh tử ở đây very là important mình and dangerous if you đang stop phụ, people from learning. mình vẫn biết As a mình đang practitioner, dẫy những cái vô minh ngã chấp, you thì need mình to nên phán xét, be practicing mình nên phán xét, every day. nhưng mà cứ là công phu, là công phu thôi. We know that we Mình have phải a là lot công of phu, ta nói đó là đơn giản mà, cái phải là nắm hay bơi gì lên gồng, nắm ego. We shouldn't judge nắm cái gì lên anyone gồng thì nó sẽ or không đạt. yourself. Just all you need to Cái do bệnh đó, đó là cái is just bệnh từ practice lâu chúng ta mà, nicely chấp thật, and surely. cái sợ cầu mình, Don't force cái đắc yourself. mình đó, cái Just cầu đắc practice hay là slowly sợ and nicely sợ for phiền não, yourself. sợ vọng tưởng, And then eventually sợ khổ đau á, you'll get better mà tu á, to get rid mà những cái sợ đó of mình the tránh né, dùng cái half này để ức chế cái ego. kia, giống như là bỏ Don't được be vọng tưởng, feared. dẹp vọng tưởng, Don't be mua bỏ scared vọng tưởng, of anything thì là đó là sai lầm, or don't tức avoid là mình anything. vẫn còn bị cái tập Don't khí của mình, try to cái vô hide minh của mình đó, nó chi phối. or don't try Nên to give nói up đây á, anything. là chuyên về công phu, tức là All you need về to do vào cái di tịch, just mặc cho cái này, practice. mặc cho là đúng, Don't let it control you. đúng cũng là vô minh mà, Just không đúng cũng là vô focusing on minh, your cái gì practice. kiến bao mà, đâu cần No matter nghĩ what's tới, đâu happening, cần nghĩ tới. is it Cái quan trọng là go mình thức làm sao with mà thức your được cái niệm way kiến bao, or go đó mới là opposite cái quan what you trọng, think is bao là like? cái niệm thống thiết, Just bao let là it cái be thức chân thật đó. Chứ bây giờ the mình lấn cấn important đó, để tôi giải quyết cái thing việc này to rồi tôi lo cái việc kia get rồi tôi đi enlightenment tu, and escape life là and tôi death. sẽ giải quyết hết That's cái chuyện kiến the bao, your còn ultimate bây giờ goal. mình thích giải quyết cái kiến You bao shouldn't put mới tu, down your practice lấn and cấn try vào to cái kiến solve your bao thôi. problem first. Thì It's not. Phật You nói cannot cái solve niệm thống all thiết of the sanh tử illusion. nó rất là The dễ mà, illusion is always there. mình đã mà giải thích You need, cho you mình don't hiểu let, về cái việc don't giới hay là solve về ngày lai quả đi, it. Just practice. cái việc The mindset ăn mặc is very không ăn thì phải chết, important. And hết there's a gạo lot of mà cũng phải có examples lo too. nữa, chứ phải nó để tôi lo, lo cái When mình you mà mình eat, tu when you leave, mà when nói you nghĩa này á, dress up, nếu mà mình chấp lời thì là nghịch ý của we mình, don't worry about mình it. chấp lời nghịch ý, tức People là worry đây if là they don't những have food on the cái table tùy first duyên before they nhưng mà practice. bất biến kìa, chứ mình tác ý vô đó thì là mình But be careful bị cái ngã when chấp you này listen vô to minh these nó khống words. chế mình rồi. You have to Tại chứng know mê thiền đường lúc đó gạo không còn, mà cái that thiền there nó không shouldn't còn be thì anything nó phải dễ to hơn, worry but the loạn lạc chiến practice. tranh đùng đùng hết, dân cũng đói khát, nhưng mà gạo hết Likewise, thì lúc master, đó chúng nó hết gạo giùm when làm sao, in the temple there's no chúng more này mới nấu nước food, cúng Phật rồi uống rồi ngồi they tu, still practice. mà lúc No more food, đó no more rice. có sự thử thách nữa, He say, có một vị đại thí chủ muốn cúng một cái thủy lục just đạo keep tràng practice chuẩn and đế drink water. tới mấy trăm lượng vàng, cả 400 lượng vàng, And nhưng then mà there's những a person cái who phương want tiện to để cúng donate a người thì huge nó bị amount xâm of lấn money mấy năm, cái to the tiền nó cúng temple. gạo thì thôi, But he nhưng want mà hỏi
to go his way. Nghĩa là bạn từ chối. He wants Và to cái practice and do this way, his way. cho nên So, đó like what cũng là master rejected, even though đó cũng there's là no lý do more right in the mà bây temple, giờ chúng thì lại because you need to sợ tử do it the right way. rồi có chết đi nữa hoặc It's là a challenge sai chánh pháp, for your practice. cho You nên have chánh to pháp learn là để giải thoát that you need to know. chứ không phải chánh pháp đi đổi gạo. You have to do it correctly. Thì đó là Do nói practice đến the về right way. thống thiết sanh tử, The right practice will bring người nghĩa là enlightenment, còn thời chúng ta thì not không the có right, như vậy mà chúng ta not the money. vẫn sợ, So that's how chưa you hết là focus thống thiết on the sanh tử, phải cất practice. chứa của cải để Out chứa cho of nhiều. the mindset, Cho nên đó it's just là like that. tâm là cái niệm chưa đủ gọi là thống thiết sanh tử chúng ta. Rồi đừng nói là cái đó nữa, của cải dư thì không có nghĩ đến, là nghĩ đến cái danh, nghĩ đến cái lợi, nghĩ đến cái tiếng tăm mặt mũi, chúng ta luôn luôn kẹt trên đó. Cho nên nếu mình cứ bị cái ngã chấp của mình đó nó chi phối á, thì cái niệm thống thiết sanh tử mình nó không có chân thật hiện hành. Thì trở lại hàng ngày chúng ta tham học, You are hàng ngày chúng ta controlled công phu, by it all the time. nếu mà thường But xuyên you chăm don't chỉ như practice vậy it right way. cũng ít nhiều á, chúng ta You nhìn have nhận to được cái practice giá every trị day, thống thiết daily. không trong cái sự tham học và sự công phu của mình. Nếu mình cứ hôm nay thích thì học, buồn chán thì nghỉ, thì thử đó là mình thống thiết hay là mình thích sinh tử, thích phiền não. Đó mình phải tự nhìn nhận ra mình. Thì đối với hành giả tham thiền phải luôn đề thọ đầu khởi nghi tình. Nếu mà do cái thề đề thọ đầu khởi nghi tình mình quên không bây giờ thì đã rất tốt, và nó cực kỳ You tốt, have to tại vì do công always phu mà mình practice quên luôn cả, mình cảm thấy một cái câu the chuyện way thọ that đầu you hay là like. You have to cái tinh keep thần vô practicing. vọng Even mà chỉ là công phu thôi, nếu vậy thì if đó you là cực kỳ forget tốt a rồi. lot Vì of á things, cái phiền não nó lấn át luôn that's cái okay. giờ công phu, quên luôn If giờ cái giờ thiền hay you là think about cái practice thời all the khóa của time, mình, then that đó will be good. là mình phải nhìn lại coi mình có If thực you sự là thống have thiết too much hay là không thống things thiết. to think, then Rồi it's bây not giờ good. cũng đã hết giờ, cũng trả You tiền have to thiền cho be những sư cô bạn check, thân, you have to check những yourself sư if cô you bạn really thân. practice. Oh, for today, thank you. Have a good day ahead.